Xin chào các bạn. Năm nay 2022 là cột mốc đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Trong suốt khoảng thời gian trên, Việt Lào gắn bó keo sơn trong liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc và đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện trong câu cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam và Lào có thể gọi là hai đồng minh thân thiết, hai người anh em trí tình nhất của nhau. Thế nhưng, bất chấp gắn kết bền chặt, quan hệ Việt-Lào ngày nay cũng phải ứng phó với những thách thức không hề nhỏ. Và liệu rằng mối quan hệ keo sơn giữa hai nước có tồn tại được mãi mãi? Chúng ta cùng thảo luận trong video ngày hôm nay nhé! Về mặt địa lý, Lào là một quốc gia nội lục địa không giáp biển duy nhất tại Đông Nam Á, diện tích của Lào đạt gần 238.000 km vuông, trong khi Việt Nam với diện tích hơn 331.000 km vuông là quốc gia hướng biển với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và một vùng biển rộng khoảng 1 triệu km vuông. Biên giới giữa hai nước dài 2.340 km, chạy qua 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh phía Lào. Toàn bộ lãnh thổ Lào là tâm là chắn vững chắc, bao bọc lấy miền Trung Việt Nam một vùng lãnh thổ dài hẹp và dễ bị tổn thương trong khi với lào miền trung việt nam là đường ra biển dễ dàng và gần như duy nhất thêm vào đó đường biên giới việt lào nằm trên dãy trường sơn một trong những dãy núi dài và hiểm trở nhất tại đông nam á lục địa vì vậy về cơ bản hai nước việt lào cùng dựa lưng vào dãy trường sơn và cùng nương tựa vào nhau mà sống là một điều tất yếu điều này được lặp đi lặp lại trong suốt chiều dài lịch sử hai nước chỉ khi một trong hai ổn định và phát triển nước còn lại mới được yên bởi vậy bác hồ từng nói giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình mối quan hệ này không phải tự nhiên mà có nó đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách trong gần một thế kỷ qua từ những ngày đầu khởi nghĩa giành chính quyền đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ và tiếp tục công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay trong thời kỳ mới những cơn sóng dữ muốn đánh đổ mối quan hệ việt lào vẫn luôn hiện hữu từ sự chống phá của các tổ chức phản động chúng tuyên truyền quan hệ việt nam và lào là quan hệ giữa chủ và nô lệ và lào là con tốt của việt nam rõ ràng điều này là hoàn toàn sai trái việt lào vẫn luôn phải dựa vào nhau để tồn tại và phát triển nó bắt nguồn từ các yếu tố vị trí địa lý tại việt nam lào rất được yêu quý và được tôn trọng như một người anh em thực sự người việt nam luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ hết mình khi nhắc đến lào không chỉ trong thời kỳ kháng chiến mà sau đó trong chiến tranh biên giới Lào Thái Lan từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 2 năm 1988, những báo cáo từ phía Thái Lan cho thấy Việt Nam đã thực sự trợ giúp mang tính quyết định cho Lào là gửi quân từ sư đoàn 2 Quảng Đà đến để hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Lào. Trong trận này, Thái Lan thất bại ê chề, trong khi Lào giữ vững được các vị trí biên giới Thái Lan một lần chiếm. Đồng thời, Việt Nam đã và đang giúp đào tạo cho cán bộ của Lào. Nhiều người tốt nghiệp từ các trường đại học tại Việt Nam đã và đang đảm trách các cương vị quan trọng cho bộ máy lãnh đạo Lào. Về mặt kinh tế, với Lào, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, thủy điện, khai thác, nông, lâm nghiệp. Năm 2021, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào với 417 dự án, với tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đô la trong khi tại Việt Nam, Lào là thị trường đầu tư nước ngoài lớn nhất từ các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, nguồn đầu tư của Việt Nam tại Lào so với Thái Lan và đặc biệt là Trung Quốc là thấp hơn khá nhiều. Lĩnh vực kinh tế cũng chính là mối lo lớn nhất tại Lào. Khi quốc gia đồng minh của Việt Nam đang trải qua cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, nhà nước Lào ở bên bờ vực phá sản, không có khả năng thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Một nửa số nợ này là từ Trung Quốc nguồn cấp kinh phí rót vốn vào các dự án cơ sở hạ tầng ở Lào. Đây đều là các công trình đặc biệt quan trọng có về kinh tế lẫn an ninh chính trị từ hệ thống giao thông vận tải đến hệ thống sản xuất truyền tải điện. Việt Nam đương nhiên không thể ngồi yên. Các động thái của Việt Nam đều đang nói lên sự cố gắng giúp đỡ để giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế của Lào. Mới đây trong tháng 7, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Bôn Chom Utbon Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việt nam và lào có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt các bạn vui việt nam cũng vui các bạn khó khăn việt nam chia sẻ nhưng rõ ràng trên bình diện kinh tế thì rõ ràng việt nam không thể đua tranh cùng trung quốc lào cũng đang đi theo con đường cân bằng tương tự như việt nam lào duy trì mối quan hệ thân thiết với việt nam cũng như chặt chẽ với thái lan và trung quốc hai nước láng giềng hùng mạnh khác của mình và cũng hợp tác với nga nhưng không biến mình thành mối đe dọa của bất kỳ quốc gia nào Điều này có lợi cho chính Lào và cả Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, kết cục của cuộc suy thoái kinh tế cho thấy liệu Lào có thể duy trì sự cân bằng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hay sẽ quyết định rằng và đặt yêu cầu sống còn về kinh tế lên trên hết, quan trọng hơn cả an ninh. Khi đó, Trung Quốc sẽ đóng vai trò người đảm bảo chính cho cả kinh tế và an ninh của Lào và những mâu thuẫn trong biên giới biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ ngày càng đẩy Lào ra xa và nguy cơ quan hệ Việt-Lào suy yếu đi là hiện hữu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về Liên minh Việt-Lào? Hãy cho chúng tôi được biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.